Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một công thức làm kem. Hôm nay mình sẽ làm kem sầu riêng. Và để làm được món kem sầu riêng dẻo mịn, thơm ngon và đặc biệt là mình để lâu vẫn không bị dâm đá đó các bạn, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: đầu tiên ở đây là sầu riêng nè. Đây là sầu riêng mình đã tách bỏ hạt rồi, thì mình cân lên được là 300g nha các bạn. Rồi ở đây là 200ml nước cốt dừa. Đó, các bạn vắt cho cái nước cốt dừa nó thật là đậm đặc nha, nước cốt nhất á. Trường hợp mà các bạn không thích ăn với nước cốt dừa thì các bạn có thể là thay thế bằng sữa tươi. Rồi đây là 100g sữa đặc. Sữa đặc thì các bạn dùng thương hiệu nào cũng được. Và đây là 20g đậu phộng mình đã rang rồi, rang vàng ha. Đó, mình cho một chút xíu đậu phộng vào thì cái món kem sầu riêng của mình nó sẽ có một cái hương vị rất là thơm ngon. Rồi nguyên liệu chỉ đơn giản như thế này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món kem sầu riêng này nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi hoặc là chảo á, để mình đi nấu nước cốt dừa. Mình cho hết 200ml nước cốt dừa vào đây. Đối với sữa tươi thì các bạn cũng phải nấu luôn nha. Rồi mình bỏ đi cái cặn nè. Rồi các bạn cho 100g sữa đặc vào luôn. Về độ ngọt á, thì các bạn có thể là tùy ý tăng hoặc là giảm nha. Rồi các bạn để mức lửa nhỏ vừa. Sau đó thì các bạn sẽ nấu cho đến khi hỗn hợp nước cốt dừa của mình nó sôi lăn tăn lên. Nó sôi nhẹ lên thì các bạn tắt được rồi. Rồi các bạn nấu lúc này thì sữa nó cũng đã tan hoàn toàn rồi. Và các bạn nhận thấy là lúc này nè, nước cốt dừa của mình nó hơi sôi nhẹ và nó bốc hơi lên như thế này là được rồi. Đừng có nấu lâu quá, nấu lâu quá thì sẽ bị tách nước nha, bị tách dầu các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ chờ cho cái hỗn hợp nước cốt dừa cũng như là sữa đặc của mình nó nguội bớt một chút nha. Rồi các bạn chuẩn bị máy xay sinh tố nè, mình cho hết 300g sầu riêng vào đây, 20g đậu phộng rang. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hỗn hợp nước cốt dừa vào ha. Rồi mình đã xay thật là nhuyễn mịn nè. Bây giờ mình sẽ cho ra hộp nha. Rồi bây giờ mình cho ra hộp nè. Rồi cái hộp của mình là vừa đủ luôn đó các bạn. Giờ các bạn chén cho nó đều lại ha. Rồi mình cho vào trong ngăn đá của tủ lạnh trong khoảng thời gian là 6 tiếng đồng hồ. Vẫn còn một bước quan trọng nữa nha các bạn. Các bạn đừng có bỏ qua bước nào hết nha. Như vậy thì mình sẽ dễ thành công hơn. Rồi mình đậy nắp lại, mình cho vào ngăn đá, 6 tiếng sau mình sẽ lấy ra. Rồi mình tiếp tục nha. Mình làm bước tiếp theo. Rồi bây giờ các bạn ơi, kem sầu riêng của mình nè, nó đã đông lại rồi. Wow, mở ra mà nó thơm phức luôn các bạn ơi, màu rất là đẹp nha. Bây giờ thì mình sẽ cho ra ly và thưởng thức ha. Trời nắng nóng như thế này mà có được một ly kem sầu riêng như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn phải không nào. Rồi đây là ly kem sầu riêng của mình ha các bạn. Đó, kem rất là mịn, màu sắc rất là đẹp luôn. Rồi ở đây mình có một ít kem ốc quế á. Bây giờ mình sẽ làm cho nó vụn ra rồi mình rắc lên. Hấp dẫn chưa? Rồi ở đây mình có thêm một ly kem sầu riêng nè. Mình đã cho ở đây là sô cô la các bạn. Đó. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với món kem sầu riêng thật là thơm ngon và dẻo mịn như thế này. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món kem sầu riêng tại nhà này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có thêm một món kem thật là ngon và chất lượng như thế này nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye. Rồi đây là kem sầu riêng nha các bạn. Để cho mình cho ra ly cũng lâu rồi đó, nên là nó cũng hơi tan mềm rồi. Mình mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Đó là thơm mùi sầu riêng, mát lạnh luôn các bạn. Thơm, ngọt. nhưng mà không có quá ngọt gắt đâu. Kem dẻo nha các bạn. Nhưng mà kem á mình mang ra ngoài thì mình nên ăn liền, để lâu á kem nó bị tan. Do là thời tiết dạo này cũng rất là nắng nóng á, cho nên là mình để ở bên ngoài á không có được lâu. Ngon quá.